chỉ từng cây số khắp các nẻo đường, sát sao từ huyện đi tới trung ương. Có chúng tôi những người công chức vẫn gọi bằng tên quản lý thị trường. Từ trên khắp chốn cung đường tôi đi, dù nắng hay mưa nào có xa gì, thực hiện chức năng thanh tra kiểm soát, tuyên truyền luật pháp tới mọi người dân. Trải qua gian khổ không ngại khó khăn, vững bước toàn tâm hoàn thành nhiệm vụ, luôn vững tin những gì đang giao phó. Bởi chúng tôi là quản lý thị trường. Trên từng cây số khắp các nẻo đường, sát sao từ huyện đi tới trung ương. Có chúng tôi những người công chức vẫn gọi bằng tên quản lý thị trường. Từ trên khắp chốn cung đường tôi đi, dù nắng hay mưa nào có xa gì, thực hiện chức năng thanh tra kiểm soát, tuyên truyền luật pháp tới mọi người dân. Trải qua gian khổ không ngại khó khăn, vững bước toàn tâm hoàn thành nhiệm vụ, luôn vững tin những gì đang giao phó. Bởi chúng tôi là quản lý thị trường. Trên từng cây số khắp các nẻo đường, sát sao từ huyện đi tới trung ương. Có chúng tôi những người công chức vẫn gọi bằng tên quản lý thị trường. Từ trên khắp chốn cung đường tôi đi, dù nắng hay mưa nào có xa gì, thực hiện chức năng thanh tra kiểm soát, tuyên truyền luật pháp tới mọi người dân. Trải qua gian khổ không ngại khó khăn, vững bước toàn tâm hoàn thành nhiệm vụ, luôn vững tin những gì đang giao phó. Bởi chúng tôi là quản lý thị trường, luôn vững tin những gì đang giao phó. Bởi chúng tôi